Chào bạn, chào mừng bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Hoàng Game đây. Thì hôm qua FIFA vừa có cập nhật mới nữa rồi, bản 1.52.5. Nên là hôm nay mình sẽ tiếp tục làm Vlog mới cho bạn đây. Thì đây là bản Vlog FIFA B23 phiên bản V8 dành cho bản cập nhật mới nhất 1.52.5 của FIFA vào ngày hôm qua. Thì bản này đã được tối ưu khá là nhiều để giúp bạn có thể giảm lag rất là tốt cho những con máy yếu nha. Thì trước khi vào video ngày hôm nay, nếu bạn đang xem kênh của mình, đang sử dụng Vlog của mình, để lại cho mình một like, một cái bình luận ở phần bình luận của video nha. Cảm ơn bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì vô thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhìn sơ qua về bản Philat V8 này một xíu nha bạn ơi. Thì đây là bản mới nhất dành cho 1.52.5 rồi, dĩ nhiên rồi đúng không? Sau đó là quảng cáo và nền này, xóa những hiệu ngay lát thưởng bo cho bạn, tô hình ảnh của game, tô file game, ổn định FPS này, vào trận nhanh hơn cũng như là giảm lát cho máy yếu. Thì đó là sơ qua về bản V8 này. Thì để có thể tải bản Philat này về máy á, các bạn sẽ kéo phần mô tả video với mình có để cái đường link những trang web này đó, các bạn bấm vào diện trang web này ra, xong bạn kéo đến phần tải về và các bạn bấm cho mình vào nút tải về đây nha. Ok, thì sẽ có thể bấm vào tải về rồi nó hiện thêm một trang mới như thế này để chúng ta có thể tiến hành lấy link download. Thì tại cái trang lấy link này nè, các bạn sẽ thấy cái phần chạy dây đây, và các bạn phải đợi phần này chạy xuống 0 giây thì bạn mới lấy link download nha. Còn nếu bạn muốn tải nhanh á, các bạn bấm cho mình vào nút tải nhanh đây nè, thì nó sẽ mở thêm một trang mới tương tự như thế này nữa, và bạn thể ủng hộ cho mình bằng cách click cho mình một cái quảng cáo trang này. Cảm ơn bạn rất nhiều luôn. Ok, theo xong thì bạn quay trở lại trang gì rồi, bạn bấm vào tải nhanh á, nó sẽ chạy 0 giây cho bạn rất nhanh là thấy chưa. Rồi sau khi chạy 0 giây nó hiện chúng ta những chữ tải về như thế này, bấm ra hay download flash về rồi. Thì đây nè, sẽ có cho bạn bản Philat, ở dưới này sẽ có thêm cho bạn ứng dụng hỗ trợ giảm lag FIFA của MyGame Studio không thể thiếu nữa. Nếu bạn muốn giảm lag tốt hơn này, giảm văng game và đứng hình hiệu quả hơn, các bạn nhớ sử dụng kèm ứng dụng này nha. Vì khi mà các bạn chỉ sử dụng Philat thôi á thì cái điện thoại của bạn vẫn chưa được tới ưu đâu, cho nên là bạn nhớ sử dụng kèm ứng dụng này nè. Các bạn bấm vào tải về nó sẽ mở xe đây, nên bạn đã ứng dụng này về. Thì mỗi lần trước khi bạn chơi bạn mở lên nó sẽ tối ưu máy cho bạn trước này, xong tối ưu game sau nữa, nó còn giúp bạn nhiều thứ nữa để nó giảm lag tốt hơn. Thì nó sẽ mở game cho bạn sau, nó sẽ giúp bạn nó tốt hơn rất là nhiều so với việc các bạn chỉ sử dụng Philat nha. Nhớ là sử dụng kèm những dụng này. Ok, còn bây giờ mình sẽ tải Philat về, bạn bấm vào tải về đây, nó sẽ mở media file ra thôi. Rồi tại đây bạn chọn cho mình nhỏ nút xanh xanh này để tải Philat về. Ok, bây giờ chúng ta chỉ cần đợi nó tải Philat về máy thôi nha bạn ơi. Rồi thì sau khi tải về xong á, bạn hãy thoát luôn trình duyệt này ra nha. Rồi bây giờ sẽ đến một cái bước khá là quan trọng, chính là cài đặt Philat. Ở đây mình sẽ sử dụng phần mềm là Jaceiver này để có thể giải nén file cũng như là cài đặt với Philat nha, hoặc là bạn sử dụng bất cứ phần mềm giải nén file nào bạn biết xài. Còn không thì bạn lên trên Sparklay gọi đúng cái tên của ứng dụng này nè là ra thôi, rồi tải nó về thao tác giúp mình cho dễ. Còn đây là FIFA Booster này, nãy mình có nói đó, lên mình có để trong bài viết cũng như là phần mô tả video cho bạn luôn. Các bạn nhớ là mỗi lần trước khi chơi bạn mở lên để cho nó tối ưu game tối máy, xong sẽ mở game cho bạn sau, sẽ giúp bạn giảm lag tốt hơn rất là nhiều nha. Bạn lưu ý giúp mình, nếu máy bạn là máy yếu RAM thấp các thứ á, thì bạn phải sử dụng thêm ứng dụng này thì mới có thể giảm lag tốt được. Ok, còn đây là game button, game liên quan dành cho những từ game khác nữa như là Liên Quân, PUBG, Call of Duty các thứ nếu bạn có chơi. Thì link của những cái game button này mình đều để phần mô tả video hết cho bạn nha. Ok, còn bây giờ mình sẽ mở Jaceiver lên hướng dẫn các bạn cách cài đặt Flash nha. Rồi, sẽ mở được cái phần mềm này lên, nó sẽ giao diện thế này. Đầu tiên bạn vào cho mình thư mục Android, lưu ý vào đúng giúp mình nha các bạn. Rồi, xong tiếp tục bạn vào cho mình thư mục Data đây. Ok, tại đây bạn kéo dưới xíu, bạn thấy chính là một cái thư mục com.dtx.fi này. Thì file này là file gốc, hoặc là Flash cũ mà nó cài đặt cho máy nha. Bạn tiến hành xóa đi cho mình, một cách là nhấn giữ vào nó. Ok, chọn cho mình phần xóa dưới này nha. Rồi thì sau khi đã xóa xong rồi bạn quay trở lại bộ nhớ thiết bị cho mình cách là bấm cái này nè, nó sẽ sổ xuống như thế này, xong bạn chọn cho mình dòng bộ nhớ thiết bị nha. Ok, tại đây bạn hãy kéo dưới xíu, bạn thấy một cái thư mục là thư mục download nè, bạn vào cho mình thư mục download này và bạn sẽ thấy chính là bản Philat V8 V23 mà bạn vừa download về nè. Các bạn sẽ tiến hành giải nén ra bằng cách là bấm vào nó, lưu ý lần này các bạn chỉ bấm một lần thôi nha và không cần giữ vào màn hình nó mới hiện như thế này. Sau bạn chọn cho mình dòng giải nén vào tên lưu trữ thôi. Rồi giải nén xong bạn thấy một thư mục mới hiện ra này, bạn vào cho mình thư mục này và cắt cho mình cái file Philat này thôi, cầm trong data chấm file nhấn giữ vào cái thư mục này. Ok, chọn cho mình phần cắt ở đây. Rồi sẽ để cắt được á, các bạn sẽ quay cho bộ thiết bị giống hồi nãy thôi, tương tự bấm trên này sổ xuống chọn cho mình dòng bộ thiết bị thôi nha. Rồi tại đây bạn quay trở lại đường dẫn cái này, bạn xóa file vào cho mình thư mục Android này, xong tiếp tục bạn vào cho mình thư mục data đây nha. Rồi tại đây bạn tiến hành dán Philat cho mình. Ở đây sẽ có hai nút để bạn thay dán nha, các bạn bấm nút nào cũng thay dán được Philat hết. Rồi ok, dán xong bạn kéo dưới xíu, bạn thấy cầm nhóm data cho FIFA hiện ra trở lại là bạn đã cài đặt Philat thành công rồi. Ok, đó là video mà mình chia sẻ nhanh cho bạn bản Philat này. Nếu bạn thấy bản Philat này hiệu quả, video của mình có cho bạn, cho mình xin một like đăng ký kênh. Cảm ơn bạn rất nhiều nha. Còn bây giờ thì mời các bạn đến với video test bản Philat này thôi. Ok, chào tạm biệt và hẹn gặp lại bạn những video tiếp theo. Bye bye, nhớ đăng ký ủng hộ mình nha. Thank you.
Thank you.